mình ngâm đậu nành nha. Này là 2 kg đậu nành. Chắc ngâm nhiều quá mình ơi. Ngâm hết đi. Này lấy sữa uống luôn. Mày làm sữa đậu nành uống. 2 kg có 50.000. Đậu nành này không được tốt. Đậu nành này xấu. Mở đầu video hôm nay mình xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi video nha. Cái đậu này anh nằm này ngâm đêm hôm nó hộp chút xíu bây giờ nó nở ra bự chảng luôn. Bây giờ mình đãi cho nó sạch. Giờ cái đậu nành này mình đãi cho nó sạch xong rồi sẽ đem đi xay. Xay nấu sữa đậu nành để làm đậu hũ. Cái này nó nở so với cái hộp kia gấp 3 lần nữa ta. Gấp đôi á. Gấp 3 lần luôn. Gấp đôi gấp 3 luôn á. Ghê ha. Rút nước vô không chứ. Rút nước nở chứ anh. Ngâm thêm nữa là nó mọc mầm luôn. Bây giờ để thì nè nó mọc mầm lên. Cái đậu mà thao khủng khiếp. Sát thôi. Lâu nấu quá quên rồi. Được bỏ xác. Cái xác đó mình trộn với cái gì mình xào được. Người ta nói là xào giá gì đó. Nhớ là lâu được bỏ ai nói lấy xào giá nha. Làm mình đánh trứng vô. Nãy nó rớt mấy cặn vô cho nên vợ mình được ăn lần nữa.
giờ thấy quảng cáo có cái máy làm bay sữa này nè, mình chỉ cần bỏ nước với lại bỏ đậu nành vô là sáng là có sữa uống, khỏi cần làm gì hết. Thời buổi hiện đại quá ha. Cái này mình nấu mình phải canh nha, tại vì cái này nó sôi lên là nó trào ra liền. Mình có 1 muỗng rưỡi ăn canh muối ăn, chế vô khoảng 1 chén giấm. Thành cái bã kết tủ lại làm ra cái pha thêm miếng nước lạnh này. Thành 1 tô pha thêm nửa chén nước lạnh, khoảng nửa chén nước lạnh. Rồi sau một lúc nó lên tim rồi mình nhắc qua cái bếp ga, tại vì cái bếp kia nó sôi bừng lên cái mình không có khống chế lửa được, nó sẽ trào ra ngoài. Để bên đó nó sôi lên rồi đó. Bắt qua đây cái nhiệt nó giảm nè, bên đó cái nhiệt nó nóng đang dữ lắm nóng. không? Cái nồi nó bự. Trời, lửa tăng nóng hết kìa. Rồi đậu nành nó sôi rồi mình giảm lửa nha. Mình có thể múc ra miếng mình để mình uống, tại vì lúc này nó thành sữa đậu nành rồi. Giờ mình chế giấm muối từ từ cho nó kết tủa lại. Mình giảm lửa rồi nha. Hết tô giấm luôn, mình chế từ từ thấy nó kết tủa lại vậy là ok. Còn mình chưa thấy nó kết tủa lại vậy thì mình chế từ từ tiếp, mình vừa chế vừa quậy cho nó đều rồi đó. Bây giờ mình đem mình đổ ra, mình phải lấy cái khăn the mình hứng lại cho cái nước nó lọc đi, nó còn lại cái thôi, nó vậy đó. Mình chuẩn bị một cái gỗ nha, mình có một cái gỗ inox thưa đó, mình trải cái lớp vải the lên. Giống như cua ha anh. À. Ta làm bún riêu cua chay này nè. Em thấy nó vậy nè. Cái này có nhiều cách làm, mình làm muối với giấm hay là kêu kiểu truyền thống, còn bây giờ người ta làm bằng cái loại gì nữa. Giống như gelatin vậy ha. Cái loại gì nó giống như gelatin hay gì đó, bỏ vô cái nó đặt lại. Gelatin nó làm muối ngon. Gelatin. Tiện lại luôn. Cái này mình muốn nó dẻ thì mình phải đè nén nó chặt, nó ra hết nước thì nó càng cứng.
còn mình muốn nó mềm thì mình đè nhẹ lại. Với lại cái thời gian á, thời gian mình đè lâu hay ít. Đây là một cái nồi nước, cái nồi nước mình để cho nó đè lên. Còn đây là đậu hũ kia nha, cái dán sữa đậu nành nè, trên cái nồi nè mình vớt ra đó là đậu hũ kia đó. Đó này đầu mình phơi khô, phơi khô lại thành đậu hũ kia. Khô về đậu hũ, nhìn rất là ngon ha. Tư nhìn thấy ngon không? Nè, quá thì ngon không Tư ơi. Bây giờ đem chiên, chiên cái gì còn cái đó mình làm mà dùng nhân dâm. Miếng ăn chắc không nổi, miếng nó xong hồi cái cắt xéo vậy nè, người ăn bên. Tại vì cái chảo mình lõm đó. Trắng nhìn nó không hấp dẫn. Không hấp dẫn. Mà sắc trắng mình ăn nó không. Chỉ gám gám vậy thôi. Không phải là mình không có chiên giòn mà chi gám gám vậy nè, có cái ngã cái màu vàng này được rồi. Chị đổ vô cái đó vô trong cái đó luôn. Đúng rồi. Bây giờ ăn nước lên không? Nước xong. Thôi để trong dĩa đi, cho chắc. Dằn nước lên, đổ nước. Món này là món mầm đá. Làm chừng nào đó bụng mới ăn nha. Cái bụng thiệt đó mới ăn à. Sau một lúc thì nãy chiên nó giòn xong rồi mình hấp lại rồi nó mềm lại, nó không có giòn gậu gậu như nãy. Lấy cái muỗng phá phải ra hả? Có nghĩa là cũng ít ít muối tiêu thôi chứ mặn quá rồi. Cay quá mấy đứa nhỏ ăn không nè. Không mấy đứa này đi biến hết rồi. Cho coi chị ha. Rồi găm bỏ nhiều vô. Thơm, thơm mùi ớt. Chắc cái đó người lớn ăn. Cho nó không cay đâu hả? Trời ơi, giống như bánh mì kẹt. Rồi có hai cái chén mà bỏ luôn Tư. Cái chén bên Tư. Cay đâu cay đâu. Ớt này quá cay. Mấy đứa nào nhỏ bỏ. Không biết có ngon gì được. Không ngon thì dở thì sao? Thì dễ lắm, quá chỉ có hai chiêu thôi. Thôi chế bề ngang cũng được nữa. Ớt chưa? Thôi cái này cho mấy đứa nhỏ nó ăn không ớt à. Đầu tiên là muối tiêu lên. Sau đó mình nặn một miếng tắc lên. Chua chua mặn mặn cay cay miếng ớt là giờ
xong, ta đã có một miếng đậu hũ rất là ngon. Nóng thiệt nha. Nóng thiệt. Mới hấp trong lò mới đem ra mà. Không ăn được. Nóng quá, cắn y. Cái món này người ta đẩy xe, người ta bán ở trên An Giang nhiều lắm. Ta chạy xe á, mà mình thấy người ta bán mình chưa ăn lần nào. Bác hai ăn miếng nè mềm, đậu hũ. Ăn đậu hũ không à. Cầm được quá. Ngủ được, không à, chứ không có ăn. Bác hai, không có. Ngon. Có để ớt mình nhóm cay không ăn. Bỏ miếng ớt nữa ngon. Ăn thì cũng ngon quá rồi. Nóng cái mẹ. Đâu có ớt nào. Miếng ớt luôn. Nóng, thôi. Chiếc nhiều nhiều vô. Thôi vậy rồi. Trời ơi, ngủ không được ta. Bữa nay ăn chay. Mọi ghế là bác hai ơi. Bỏ được heo mà nằm ăn dữ lắm. Được. Em nói chị là em lỡ tay. Không ai cho mùi vị sao em? Ngon. Béo béo. Rau găm thì cay cay và ngầm thơm thơm. Đậu hũ nhà làm nữa. Nhà làm hả? Nói chung là ngon. Nói chung là lần đầu tiên ăn món này luôn. Quýt chết. Ngon quá hả? Ừ, nắng. Ừ, nắng ở sao ăn được. Dữ dằn vậy. Ừ, ớt cay nữa. Không, nhưng mà vậy miếng ngon. Bị lạc á. Bị lạc. Thắng chơi đậm đà dữ vậy. Chơi hay lắm. Trời đất ơi, đó nó ngủ mà nó ngừ nó làm chim bao. Đinh mớ. Trời ơi, thắng rồi. Sao thắng? Chưa bỏ được mà chúng làm nữa coi. Nó hàng đỏ miếng nó xong đi. Cú tiêu qua vậy. Bỏ miếng cú tiêu qua. Cú tiêu có cái chét ở trong rồi đó nha bác hai. Có không? Có. Có. Bác hai đang thử coi mặt không? Thử kẹp lại. Thấy đơn giản nhưng mà hấp dẫn ha. Trời ơi, tàu hũ chính làm nữa mà sao không ngon. Đông ăn kinh á. Chiên là hấp lại cái mềm. Ừ. Chiên, không? Chiên để cho nó thơm thôi. Hấp lại cho nó dai chứ để thôi nó bự rồi. Ừ đúng rồi. Nhắm ra. Ăn này đạt, ăn thử là đạt. Ăn miếng. Mà sao nó xét quá. Bốc khói. Ăn đậu hũ hấp nè. Này bán trăm miếng. Đừng có ớt nha. Không ăn ớt cay. Rồi xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video sau. Mình ăn thử miếng này, thấy mọi người ăn ngon quá. Cầm lòng không đặn. Cái này của Nguyên nó cù lại, Nguyên nó ăn nửa miếng à. Hình như muối tiêu cay vậy nó ăn được. Nguyên á. Sẽ có ăn ngon mà. Ngon, để chiều bụng. Xuống món. Cái gì nữa. Ủa trời.